Cách mua giấy phép Split. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mua giấy phép Split trên trang web sản phẩm DeFiU bằng token Antima. Hãy truy cập trang web DeFiU, nhấp vào nút Sign In ở góc trên bên phải và đăng nhập. Bảng điều khiển sẽ mở ra. Khi cuộn xuống, bạn sẽ thấy danh sách các giấy phép khả dụng để mua trong phần Split Licenses. Hãy lựa chọn giấy phép phù hợp cho bạn và nhấn Purchase, mua. Một cửa sổ được mở ra, trong đó bạn cần chọn phương thức thanh toán. Hãy chọn Antima, xác nhận đồng ý với các điều kiện bằng cách đánh dấu chọn và nhấn nút Purchase, mua. Trong cửa sổ được mở ra sẽ hiện số tiền bằng Antima và địa chỉ ví cần chuyển số tiền đó vào. Địa chỉ này cũng có thể truy cập thông qua quét mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định. Xin vui lòng gửi chính xác số tiền mà bạn thấy trên màn hình. Chờ thông báo thanh toán. Bây giờ, cần kích hoạt giấy phép. Để thực hiện việc này, hãy vào phần menu My Licenses, tìm giấy phép đã mua và nhấp vào nút Active S. Nếu bạn muốn xem lịch sử kích hoạt, hãy chuyển đến thẻ Activation History. Nếu còn thắc mắc, bạn luôn có thể đặt câu hỏi tới bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.